tomat nha anh em. Được đang 50 con anh em. Anh em xem nè, 50 con nè. Chạy xe là ổn ha. 50 con nè, xe này nè. Ở đây thì có phần 8 mét rồi. Ngày anh em đã hoàn thái động cơ nha anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review báo giá cái bộ đầu xịt thuốc này anh em. Nó có cấu hình là motor toàn phát vỏ gan nha anh em. 2,2 kW ba ngựa anh em ha, và cái đầu xịt EMAT một ngựa tỷ số nha anh em, 1 HP anh em ha. Thì cái trọng lượng các Quang Thái cũng mới cân rồi, thì nó nặng 43,5 kg nha anh em. Tổng trọng lượng cái xe này nè là 43,5 kg, kẻ sexy này, sexy bánh xe lớn nha anh em, bánh xe nó gần 20 cm này, bánh xe lớn ha. Và để Quang Thái quay sexy cho anh em xem ha. Xe đây rất là chắc chắn nha anh em, nó là một cái xét lớn này, sắc đây sắc 22, nó gắn từ cái bánh này, que bánh này để chịu tải động cơ ha. Rất là chắc chắn nha anh em. Thì con này là con motor tổng phát vỏ gan này, 3 HP này anh em. 3 HP, 2,2 kW, 10W về lever tua 1,4 này. Thì Quang Thái có bóng đóng ly 8, 2 mương, dây cua ro là dây 36, dây Thái Lan nha anh em, dây răng ha, rất là tốt ha. Đấy, còn đầu xịt thì đầu xịt là 1 HP, bít tông sứ nha anh em, 1 HP tông sứ này anh em thấy trắng trắng không đó, sứ ceramic á, nó trắng trắng này anh em thấy không. Thì cái này Quang Thái vô nhớt rồi, cái con này thì mình đổ tô đó gần 1 lít nhớt ha, cái con của cái đầu xịt này nhớt 4 thì anh em. Và đây là đầu hút vào thì gai 26, hai cái đầu re này thì gai 14 anh em ha. Và cái này, cái dòng này là cái dòng hồi ngồi, anh mua về để xịt thuốc á, âm tài ở đất nông anh mua về để xịt thuốc á. Thì theo quy chuẩn là gai này thì gai 20 anh em ha. Cái này đầu xịt là bầu hơi ha, bầu hơi. Cái này là cái cầm để mà tăng giảm áp anh em, nên dựng theo dấu cộng là tăng áp này, dựng theo dấu cộng dựng xuống là tăng áp này, dựng theo dấu trừ là mở là giảm áp này anh em ha. Thì cái con này Quang Thái sẽ báo giá cho anh em luôn ha. Thì giá là 4,9 triệu nha anh em, giá 3 vận chuyển ha. Và phụ kiện kèm theo của cái bộ đầu xịt đây anh em. Thì nó bao gồm tặng cho anh em nhà mình một cái bộ phốt ha, ở xe cua ha, và một cái lọc rác anh em, và hai dây. Thì cái dây lớn anh em, dây nhựa trong này. Dây này thì nó mình nhựa dẻo anh em ha. Nhựa dẻo này, một đầu thì mình dặn vô đây để lọc này. Một đầu thì mình dặn vô cái đầu hút. Dây vào nghe anh em, dây nước vào á. Đó. Và cái dây màu đỏ này, thì dây hồi anh em ha. Dặn vô đây. Đấy, phụ kiện kèm theo là nó vậy đó anh em. Anh em mình dặn chặt lại nhé. Thì Quang Thái gắn gọi là án vô thôi anh em. Thì đúng rồi, mình phải dặn chặt lại hết gai à. Tới nơi Quang Thái đem đeo về kia, Quang Thái dặn chặt vô test cho anh em xem nhé. Anh em ha, dây của loa răng này, vô ly gan này, vô ly 8 này, sexy dày này, đầu xịt 1 HP, bít tông sứ anh em ha. Tí nữa Quang Thái sẽ test cho anh em xem ha. Và đồng thời Quang Thái cũng tặng cho khách hàng 1,5 m dây điện, và một cái automat ha, một automat để mình tắt bật cho nó dễ dàng ha. Tí nữa Quang Thái sẽ test cho anh em xem nhé. Rồi, chào anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip nhé. Tí nữa Quang Thái test cho anh em xem. Chào anh em. Tiếp máy cho anh em. Đây cái dây hút luôn anh em. Thì nó dài tầm 2,5 m nha anh em. Còn cái dây hồi này thì nó tầm đâu 2 m anh em. Bắt sẵn hết rồi anh em. Giờ mình thấy bật cái automat nha anh em. Được đang 50 con anh em. Anh em xem nè, 50 con ha. Chạy xe là ổn ha. Anh em ơi, 50 con nè, bắt xe này nè. Ở đây thì có tầm 8 m rồi anh em. 8 m.
đang bị gió anh em, đang bị gió rất là mạnh anh em. Áp 50 con là khá là ổn rồi anh em. Đầu thì 1 HP nhưng mà áp 50 con là khá là ổn. 55 con, không 50 con, 55 con anh em. Đó, đang 55 con này. Đó, 55 con. Đó, anh em thẻ súng đây này. Thẻ súng đây thì nước nó sẽ hồi về này anh em ha. Đó. Thẻ súng nước sẽ hồi anh em ha. Đó. Bắt đầu mình bóp súng thì nước cái hệ thống này nó đầu hồi nó sẽ không về nước này. Đây thì mình đã giá bộ này thì 4.9 triệu anh em. Dây dây súng là tính riêng. Dây này thì một bộ là 950 này. Súng là 350 riêng anh em. Còn nguyên cái bộ như này em thấy giới thiệu đó anh em. Motor gen ba ngựa này, motor đồng phát này. Với đầu xịt EMAX piston số 1 HP thì giá là 4.9 triệu anh em ha. Giá 3.000 triệu. Còn dây như súng là cánh riêng ha, súng là 350 này, dây là 950 nha anh em, đó, 950 ha, làm vừa hấp gió này nè, nó tầm 8 mét anh em ha, nước rất là dưỡng nha anh em, áp tới 55 kg anh em, cái đầu thịt 1 HP nhưng mà áp 55 kg á, là khá là uy tín nha anh em, rất là kèo anh em ha. Cái này mình là tăng giảm này, ví dụ như mình dành theo trọng này là tăng này đó. Giảm này nên nó giảm không đó, mình giảm mình dành theo từ này đó, nó giảm nó lên đâu, mình theo trọng là lên này đó, nên mình muốn cho tắt rồi nên mình tăng rồi chào anh em.